Dạ, khuyết điểm của em là em chưa tìm ra. Khuyết điểm giống như gót chân Asin á, mình mà tiết lộ ra là người khác sẽ làm cho mình yếu đi, ta xâm sâu vào cái khuyết điểm của mình làm mình mất tự tin luôn. Đúng rồi, mắc mới gì tiết lộ khuyết điểm đúng không? Em rồi tập được mấy mũi rồi? Em tập chắc cũng được 30 ngang. Em rung bên trong. Rung chỗ nào? Ở trong tế bào á, ở trong tế bào á. Thiệu lớn lên cho bên gái cùng nghe nha. Em xin chào kính thưa anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và dạ tất cả em, mọi người ở trong trường quay. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu đến đây xem hành trình hát ế của em. Dạ, em tên đầy đủ là Lưu Trạch Đông, sinh năm 1994. Em mạng quả, em phù hợp với mạng thổ và mạng mộc. Thôi bói luôn vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Quả có khi bốc quả cũng mệt lắm nha. Không, em bình thường là trung tính lắm, không có nóng đâu. Em quê ở đâu? Dạ em ở quê ở huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, nơi có nhiều khỉ nhất thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công việc gì? Dạ hiện tại em đầu tư kinh doanh bất động sản và chứng khoán. Dữ ta. Rồi còn em? Em giới thiệu đi. Em tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Bé Ngọc. Em sinh năm 1993. Em đến từ An Giang và hiện tại em là một giáo viên tiểu học. Em ở An Giang luôn hả Ngọc? Dạ em ở huyện An Phú ạ. Là qua phà luôn đó hả? Dạ. Gần Hưng Linh. Giờ cũng qua phà. Ở Tân Phú cũng qua phà, vậy hai đứa này nó hợp phà nè. Vậy hả? Nhưng mà có gần nhau không Linh? Gần lắm. Đi chắc cũng khá. Mấy? Tới tối mới tới. Ủa thiệt luôn á hả? À. Trời. Không sao, đường xa xôi gì, yêu nhau mà có chuyện gì đâu ngại, đường xa cách trở đúng không? Em có ngại yêu xa không? Dạ không ạ, chỉ cần là hai người tự sắp xếp thời gian cho nhau là được. Bây giờ em nói về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em đó là giỏi việc nội trợ và rất là giỏi về việc kinh doanh buôn bán. Còn đối với nhược điểm của em là em nói chuyện hơi lớn và đặc biệt là nóng tính. Hay làm bất cứ việc gì em cũng phải ghi, em phải ghi em mới nhớ, còn nếu không em sẽ quên. Trời, em trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ ưu điểm của em là dễ nhìn. Nhìn thấy liền luôn. Dạ đúng rồi. Dạ khuyết điểm của em là em chưa tìm ra. Khuyết điểm giống như gót chân Asin á, mình mà tiết lộ ra là người khác sẽ làm cho mình yếu đi, ta xâm sâu vào cái khuyết điểm của mình làm mình mất tự tin luôn. Đúng rồi, mắc mới gì tiết lộ khuyết điểm đúng không? Là sao, là ông giấu luôn á hả ông? Dạ không có giấu nhưng mà ai tìm được thì tìm. Trời đất ơi, cắt ở xa nhau mà cắt tớ quá. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào luôn. Thiệt không? Dạ thiệt. Rồi có bao giờ tương tư một cô gái nào không? Dạ chưa luôn. Có bao giờ cảm giác thấy cô gái nào đẹp chưa? Em sở thích em là thích ngắm nhìn những cô gái xinh đẹp. Có ngắm không? Em thích nhìn. Nhìn hoài mà sao không thích là sao? Nhìn mà lúc đó tại em lo cho tương lai. Em tích lũy vốn để cưới vợ nên hạn chế không quen những cô gái xinh đẹp được. Đến tuổi này em mới nghĩ tới. Chào em. Dạ chào chị Hồng Vân. Người ta là thích nhìn con gái là khác nha, là đổ đồng hết hả? Cứ gái là nhìn. Em cũng nhìn những cô gái bình thường mà nhìn ít thôi. Cái đẹp em nhìn nhiều hơn. Vậy hả? Em đủ bản lĩnh, đủ tự tin về bản thân mình để mà mình có thể mà tiến tới một cái tình yêu cũng như là hôn nhân. Dạ đủ, em có tập gym để có thể chuẩn bị thân hình dạng dở để bảo vệ. Tức là tập gym để bảo vệ vợ luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Ta nói tập võ để bảo vệ vợ chứ tập gym bảo vệ gì? Dạ tập gym để có cơ bắp, ta thấy là ngán. Anh thấy có nhiều người cơ bắp không ai ngán hết trơn. Em rồi tập được mấy mũi rồi? Em tập chắc cũng được 30 ngang. Thôi vậy cũng được rồi, từ từ. Vậy là em đi tập gym, tại sao em không cua một cô gái nào trong phòng gym? Nhà người ta có bồ hết rồi. Gặp ai có bồ trong cái công ty bất động sản như của em, nhiều cô đẹp lắm mà. Dạ nhưng mà người ta có gia đình hết rồi. Ai không ai có chưa có gia đình dân hả? Không có gia đình đó, mặt đó không có được xinh xắn. Cũng vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Thì thôi bỏ qua. Thôi nói giỡn vậy thôi cho em bớt rung thôi. Nghe. Bây giờ này đâu. Trời bình tĩnh luôn đó anh trai hả? Em rung bên trong. Rung chỗ nào? Ở trong tế bào á, ở trong tế bào á. Chị đố em á, bây giờ cái người mà ngồi bên rào bên đây á, cái nhân dáng, cái hình dáng của người ta ra làm sao? Dạ, da trắng mặt xinh. Sao em biết? Cá không? Giờ chắc dạ, không? Em viết trong hồ sơ vậy á. Ví dụ mà da không trắng, mặt không xinh thì em tính sao? Thì thôi. Nhưng mà đẹp là được. Đẹp mà cái tính tình không ra gì thì sao? Thì giờ vàng liền rồi. Mẫu lý tưởng cái người bạn gái của em, hình như em thích là đẹp như thế nào? Đẹp cỡ Nancy á. Ví dụ như cỡ đẹp cỡ nan giải được không? Em nhìn thích là thích à. Ừ. Bây giờ em nói ở Việt Nam đẹp cỡ nào? Dạ cỡ chị Hồng Vân hồi trẻ. Tôi mà hồi trẻ thì dễ tìm. Ôi trời, em gái
da trắng, có trắng, xinh, có xinh. Bây giờ em nãy giờ em nghe bạn đó nói như vậy á, thì cái cảm xúc của em sao? Bạn trai này có nghĩa là cái mẫu người là bạn ấy thích về cái đẹp nhiều hơn. Thì đối với em á, mẫu người lý tưởng của em á thì chỉ cần dễ nhìn, cao hơn em và chủ yếu là ở cái tấm lòng thôi. Em không cần cái ngoại hình. Đúng rồi. Chủ yếu là chung thủy, biết lo cho gia đình là được. Bên kia là bạn kia nói là bạn chưa có người yêu luôn đó. Dạ. Còn mình thì sao nè? Em trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên là em quen lúc đã học đại học. Người đó đã có gia đình và có con mà em không biết. Chia tay có mối tình đầu xong cũng cỡ một năm mấy hai năm em mới quen mối tình thứ hai là người đó làm tài xế. Nhưng mà sau này em đi dạy do tính chất công việc rồi không có điều kiện cũng như thời gian để gặp nhau nên rồi dần dần cái tình cảm nó bị phai nhạt đi. Nếu yêu xa nữa thì sao? Chủ yếu là ở hai người hướng về nhau thôi, hiểu nhau, hướng về nhau là được. Nói cũng xa đâu, cách nhau có hai cái phà thôi. Điều gì em không thích ở đàn ông? Điều mà không thích ở người đàn ông đó là gia trưởng. Kiểu mà cờ bạc chứ hút thuốc là em không thích. Còn ổn thì ở mức xã giao. Có gia trưởng có cờ bạc hút thuốc không? Dạ mấy đó em không dính tới. Được. Rồi thôi được rồi. Em đi với ai vậy? Dạ hôm nay con đi với em trai ruột và ba bà bạn thân. Chào chú Huyền Linh với chào cô Hồng Vân. Và chào tất cả quý vị khán giả. Em là em trai của chị Ngọc. Anh bên đây thì nhìn cũng được, cũng có công ăn việc làm ổn định. Thấy là cũng hợp với chị. Chị của em thì rất là giỏi, nấu ăn cũng rất là ngon và cực kỳ là hiếu thảo. Rồi, mình gặp đàn trai đi. Em đi với ai em trai? Dạ, em đi với cha già kính yêu của em. Dạ, dạ, chào bác. Dạ. Dạ, chú Quyền Linh. Dạ. Bác hôm nay đến đây cũng nhờ cô chú giới thiệu cho nó được có đôi có bạn. Bác nay nhiêu tuổi rồi bác? Nay 73 tuổi rồi. 73 hả? Nhà bác làm gì bác? Trồng xoài, trồng cây bác. Cái cô này bác thấy sao? Thấy được rồi con. Rồi, xin chào bác. Thôi về Cần Giờ dạy đi em. Cần Giờ đang phát triển đó. Bây giờ mình mở rào đi hả bà mối. Mở rào. Nói lớn lên nha. Gặp bạn gái nói lớn lên. Coi coi mặt xinh da trắng không. Bắt đầu rồi đó. Tấn công. Mình có món quà tặng bạn. Xin anh em đi. Dạ anh có món quà tặng em. Đây là cuốn sách anh tâm đắc nhất. Đó là Nguyễn Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Còn cuốn này là cuốn Vượt Biển Lớn. Hy vọng là chúng ta có thể vượt biển lớn cùng nhau. Còn cái cây đó. Còn cây này là anh nhà anh trồng. Cây thuốc bìm bịp. Cây này dùng giải chữa đau nhức xương khớp. Tại má anh bị xương khớp nên mua về trồng. Trồng nhiều dư da nhiều quá rồi. Anh tặng em luôn. Dạ rồi em cảm ơn. Cái này em đem từ quê lên. Thì cây xương rồng là nó tượng trưng cho sự mạnh mẽ và sự trường tồn của tình yêu. Thì em cũng mong tình yêu của chúng ta cũng như vậy. Cái cây đó sao xương khớp gì? Tại trồng nhiều quá dư ra hả? Dạ đúng rồi, trồng nhiều lắm. Tại mới đầu em mua mỗi ngày một chút thôi á. Em mua một chút nó ra một đống nó luôn. Dư ra tặng bạn gái hả? Dạ, ủa cái cây này là cây thiệt luôn hả? Cơ dạ đúng rồi, cây giống. Ủa vậy hả? Y như cây giả vậy đó hả? Bên còn dư nữa không? Dạ còn nhiều lắm. Chú lấy, anh lấy thì em tặng luôn. Đây nè, cần là xương khớp đau quá đây nè. Dạ ok luôn. Còn nhiều tặng hết phim trường này được không? Dạ thôi cái đó bán chứ. Nói cảm giác coi nè. Da trắng mặt xinh không hay là sao nè? Dạ đúng rồi, da trắng mặt xinh. Nói đi, nói cho người ta nghe đi. Mở rào ra là anh thấy sao? Anh thấy em da trắng trong mặt xinh. Có đúng cái gu của em không? Dạ đúng. Em giống như trong truyền thuyết bước da vậy. Giống như cái bản mô tả anh viết vậy. Đó, thấy chùi ôi chung. Anh thấy em như thế nào? Thấy em da trắng mặt xinh. Em thấy anh sao? Em thấy anh là vui vẻ. Vui vẻ, hài hước. Cảm ơn em nhiều. Dạ. Thì cái tính chất công việc của anh là anh đi mỗi ngày hay là sao? Không, anh đầu tư xong thời gian tự do lắm. Đầu tư hết tiền rồi ở nhà chơi thôi. Tiền đâu đầu tư nhiều. Tại vì khoảng cách xa quá thì anh có thể sắp xếp về thăm em hay là em lên đây thăm anh? Chia đôi ra. Trời ơi, chia anh. Ta xa quá làm sao ta đi được. Em là giải miết à, từ thứ hai đến thứ sáu. Anh có món quà tinh thần gì tặng em không? À, anh cũng biết hát. Vậy rồi đứng lên, tiến tới hát liền. Tiến tới tấn công. Dạ rồi. Có bài hát này anh tặng em nè. Ví dụ 42kg, cao 1m4, nhưng xíu là mình tim anh hết chỗ. Thầy bói nói rồi, tim cứ em về nhà là anh đời sẽ hết khổ. Cầu trời mai trúng số là anh rước em liền, vì anh tính em hiền. Yêu em tuy là miễn phí, nhưng mỗi bạn là tính thêm tiền.
cuối năm qua nhà em nè, và anh hứa mang theo chậu cao. Mẹ anh cũng hứa rồi, ý em sao cưng ơi? Hay quá, anh rap đó, anh rap đó. Bài gì vậy? Dạ bài ý em sao? À, đúng. Còn bài nào khác không? Dạ hết rồi. Dạ, bài là bài hát đó cũng như anh muốn nói đó, ý em sao? Em nói thiệt, đây là một cái duyên. Em từ An Giang lặn lội lên đây, anh biết cũng đường xa xa. Em muốn cho chúng ta cơ hội, còn cái chuyện mình tìm hiểu như thế nào là chuyện của tương lai. Rồi em có đồng ý về Cần Giờ ở với anh không? Em có đồng ý về Cần Giờ với anh. Theo em là có chồng thì theo chồng. Ok. Dạ. Em đến đây em cũng có một bài hát muốn gửi tặng đến chương trình cũng như anh. Bình minh sáng tươi, quê em ruộng lúa bao la đầy đồng. Gió nhẹ nhẹ lại ngả nghiêng cánh lúa chỗ bông. Bờ đê đồng ươn ướt mướt, trời xanh nhường nhường chim ca. Lúa lo tung tăng nắng mai chan hòa. Mời mời anh về quê em, có tiếng ca đậm tình, tiếng ca chiều mến đậm tình quê hương. Cưới nhau về thì mà em muốn mấy đứa con, rồi con trai con gái hỏi đi. Sao mốt cưới về em muốn mấy đứa con? Tại tính chất công việc em là giáo viên thì hai đứa là đủ. Hai đứa đủ Minh Linh. Ai biết em. Em thấy đủ chưa? Nhà gia đình văn hóa là chỉ như vậy thôi. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ xem mình có nên bấm nút hay không, mình có trao duyên cho người đối diện hay không. Một. Một. Hai. Hai. Ba. Hết thời gian. Ngon lành. Ngon lành rồi. Ha. Bắt tay liền. Tấn công. Trời ơi. Bắt đầu từ bây giờ mình chính thức hẹn hò với nhau rồi đó. Rồi xin phép ba cho con cưới vợ. Xin phép ba cho con cưới vợ. Em cho hôn một cái nha. Dạ. Được không? Thơm thơm. Khai thật với bạn gái trước, em có sử dụng ba chất kích thích. Ba chất kích thích. Em giới thiệu lớn lên cho bên kia nghe nha. Dạ. Bắt đầu. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân. Chào em. Em chào quý vị khán giả. Và chào bạn nữ ở bên. Em tên là Đoàn Hải Hải. Năm nay em 26 tuổi. 26. Và hiện tại em đang làm việc cho một công ty bảo hiểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Em quê ở Bình Phước. Còn em giới thiệu về mình đi. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em chào khán giả. Và em chào anh. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Mai. Năm nay em 25 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em đang làm chuyên viên nhân sự cho một tập đoàn. Hãy cho bên đàn gái biết một chút về ưu khuyết điểm của em đi. Dạ, khuyết điểm của em thì ở đây. Em cũng muốn khai thật với bạn gái trước. Em có sử dụng ba chất kích thích. Ba chất kích thích. Và em nghĩ là cái chất kích thích này chắc là các bạn gái cũng sẽ không thích lắm. Chất kích thích đầu tiên đó là cà phê. Một ngày em phải uống ít nhất là 3 cử cà phê là ít nhất. Trời, em thua chị 5 cử. Rồi một cái chất kích thích thứ hai đó là thuốc lá. Một ngày hút mấy bao? Dạ, nó sẽ tùy vào em ngồi làm việc ở đâu nữa chị Vân. Ví dụ em ngồi làm việc ở quán cà phê nguyên một ngày, từ sáng đến tối thì có thể là sẽ hết được một bao. Ôi, nếu... vậy em thua chồng chị. Chồng chị 3 bao. Chồng chị 3 bao. Nhưng nếu như em ngồi làm việc ở văn phòng thì một bao đó chắc khoảng 3 đến 4 ngày mới hết. Và chất kích thích thứ ba đó là bia. Thì do tính chất công việc của em thì phải đi gặp khách hàng rất là nhiều. Không biết là bạn mấy, gái mấy có lon? Chấp nhận được ba chất kích thích đó không ạ? Cái đô của em mấy lon? Dạ khoảng 15. Thôi rồi, thôi rồi. Anh nghe anh còn ngại được nói chuyện với bạn gái. Dạ. Trời ơi, Vân nghe chất kích thích Vân hết hồn. Vân tưởng cho em, tưởng là cái gì. Chứ còn thực ra cái này á thì là cũng không có phải là e dè lắm. Chỉ có cái cuối cùng á là 15 lon á. Yeah. Thì là mình thấy cái đô hơi cho nặng. Em biện minh một chút được không ạ? Đó là 15 lon khi mà em đi gặp khách hàng và đối tác họ uống thì mình cũng phải uống tới nơi. Là cái đô của em là 15 nhưng mà bình maximum thường... thôi, nhưng mà bình thường tầm khoảng 5-6 chai thôi là em. Một tuần là uống mấy lần? Dạ đó, em phải tùy vào khách hàng của em nữa. Nhưng mà bây giờ em cứ trung bình thử. Thì một tuần khoảng 4 ngày. Tuần có 7 ngày em uống 4 ngày. Dạ. 3 ngày kia là coi như là... Là người ta uống với em. 3 ngày kia là em dành thời gian ở lại văn phòng em làm việc.
Khi xỉn thì em làm gì? Không, khi xỉn thì em đi ráp về nhà và em ngủ giấc tới sáng. Ngủ tới sáng. Và em có một cái điểm mạnh đó là dù em uống nhiều cỡ nào, sáng thì vẫn 5 giờ rưỡi đến 6 giờ là em đã dậy và em đi làm rồi. Quan trọng là bạn gái bên kia. Quan điểm của em về ba loại chất kích thích như trên. Ban đầu em nghe em cũng hoang mang lắm. Nhưng mà khi mà bạn giải thích ra rồi thì em thấy cũng bình thường. Em uống cà phê không? Dạ không ạ. Nếu mà em uống cà phê thì thực sự một ngày 3 ly cà phê thì nó cũng phải là ghê gớm lắm. Chắc chắn là thuốc lá em không biết hút đúng không? Dạ không ạ. Nhưng mà nếu như mà bạn ngày em hết một bao thì với cái tuổi này của em thì cũng hơi bị nhiều. Dạ. Đó là khi em ngồi làm việc một mình. Và tại vì em thì em rất thích cái sự tập trung, cho nên là em sử dụng nó. Còn ví dụ như sau này mà em có bạn gái thì bạn gái sẽ là sự tập trung cho em, nó không phải là thứ thuốc nữa. Khuyên em thế này, bớt đi. Dạ vâng. Bởi vì anh cũng đã trải qua giai đoạn đó rồi. Những giai đoạn mình còn trẻ, còn sức khỏe đó, mình có thể sử dụng như thế. Nhưng mà càng ngày cái tuổi càng lớn đó thì nó hết sức là nguy hiểm. Một cái hậu quả nó không tốt như sau này. Anh là đã trải qua, anh còn nhiều hơn em luôn. Ưu khuyết điểm của em đi. Dạ. Chào em gái. Trước tiên thì em nói về khuyết điểm của em trước ạ. Tính cách của em hơi nhút nhát, em nghĩ là em hơi nhạt. Còn về ưu điểm của em thì em là một người quyết đoán, biết cách kiểm soát cảm xúc của mình trong nhiều việc. Em có thể làm cho người ta thoải mái, tự tin khi mà đi với mình á. Em có mối tình rồi? Dạ thưa anh, trước giờ thì em có 2 mối tình rồi. 2 mối tình? Dạ. Mối tình đầu thì được khoảng 1.5 năm, là mối tình thời em còn đi học thôi. Mối tình thứ hai thì chỉ là mối tình yêu đơn phương, kéo dài 2 năm. Và bây giờ bạn đó đã có người nâng khăn sửa túi rồi. Một cô gái xinh xắn thế này không có nghĩ là có mối tình đơn phương đâu. Nhiều lắm chứ Linh, Vân hồi đó cũng có tình đơn phương đó. À vậy hả? Mà người đó không bao giờ biết đâu. Tại vì Vân không thích nói. Em chắc cũng vậy, em không nói ra cho nên người ta không biết được. Em chỉ sợ là nói ra xong rồi người ta chạy mất dép thôi. Em trai, em có mấy mối tình rồi? Em thì cũng giống bạn gái ở bên, em cũng có 2 mối tình. Và cũng có một chút trùng hợp với bạn gái thì em cũng có một mối tình đơn phương. Sao cái mối tình đó thì em cảm giác em có lỗi gì không? Em có thiếu sót gì không? Thiếu sót của em có thể là từ trước đến giờ trong tất cả các mối tình của em thì có thể là em đã dành quá nhiều thời gian cho công việc. Đó, cái điều này hết sức là quan trọng trong tình yêu. Nhớ nha, mối tình này phải chăm sóc. Hiện tại thì em muốn tìm một người yêu mẫu hình lý tưởng thế nào? Đầu tiên phải là phù hợp với con người em. Và chiều cao thì 1m68, nặng 58 trở lên là được. Tại vì em thích số 8. Với lại đó cũng là tiêu chuẩn BMI của quốc tế. Bạn bên kia là mét mấy? Dạ em 1m68, 63kg. Em cố gắng là nặng 5kg nữa đi em. Ở đây có thể là em nói ra thì nó lại có một cái sự trùng với bạn gái ở bên. Thì em cũng rất là thích số 8. Giống như số điện thoại của em cũng là số 8 đuôi. Và kể cả số tài khoản em cũng lựa số có những số 8. Thì mẫu người lý tưởng của em thì em thích một người phụ nữ dịu dàng, giống như chị Ninh Dương Lan Ngọc chẳng hạn. Nói chung là hai bạn cũng có những cái sự trùng khớp với nhau. Bây giờ mình hỏi người thân cái đi, em trai đi với ai? Em thì ngày hôm nay em đến đây cùng với sếp của em và bạn thân của em. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân cùng các anh chị khán giả. Em thấy bạn gái rất là xinh xắn, dễ thương. Hãy nên cố gắng để tìm hiểu để hai bạn có thể, nếu có duyên á, thì sẽ thành đôi với nhau, thì đó là điều rất là vui. Hãy cũng nên giảm bớt công việc lại để dành thời gian để tìm hiểu, thì nó sẽ tốt hơn cho hai bạn. Cảm ơn em. Dạ thưa chị, hôm nay em đi với hội bạn thân của em. Xin chào chú Quyền Linh cùng cô Hồng Vân và toàn thể quý vị khán giả đang trong trường quay này. Thì cũng chào anh trai bên kia. Thì em tên là Thiện. Thì bản thân Thiện thấy là anh trai bên này khá là trưởng thành, trầm tính cũng như là biết cách lắng nghe. Lúc nãy Mai có chia sẻ là cái điểm hạn chế của Mai là Mai hơi nhút nhát. Điều đó tạo cho Mai cái sự gọi là duyên dáng đấy, làm cho đồng nghiệp cũng như là các bạn yêu mến Mai nhiều hơn. Cũng mong là cái cảm xúc đầu tiên của hai bạn nó có để mà mình cùng bấm nút và trao cho nhau cơ hội tìm hiểu. Cái điều quyết định còn lại thì ở hai bạn. Rồi, bây giờ hai bạn sẽ gặp nhau nha. Mở rào. Hôm nay anh có một món quà tặng em. Món quà đầu tiên đó là một loại hoa, là hoa hướng dương. Thì luôn chúc em lúc nào cũng sẽ tươi tắn như hoa hướng dương và hướng đến những cái điều tốt đẹp nhất. Rồi, anh tặng em. Và một cái món quà thứ hai nữa, đó là thứ em có thể sử dụng nó mỗi buổi sáng trước khi em đi làm. Và hy vọng nếu mình có duyên thì hết cái ở trong này thì mình có thể là về với nhau. Anh tặng em. Em cũng có món quà tặng anh. Cảm ơn em. Đây là một chiếc áo sơ mi. Cảm ơn em. Em nghĩ là nếu như mà mình có duyên với nhau
Thì lần đầu tiên hẹn nhau thì anh có thể mặc chiếc áo này. Wow, màu đen. Có đúng cái màu mà em thích không? Dạ em thích ạ. Đó, chưa gì có điểm chung. Em mở này ra coi. Rồi, có đúng hoa. Nước hoa thì đúng sở thích của em. Đúng sở thích hả? Dạ, tại vì em thích ra đường là phải thơm. Hiện tại em làm việc quận nhất hả? Dạ. Anh thì văn phòng của anh ở Bình Thạnh. Thì thử đưa ra tuần mình hẹn hò nhau mấy lần ở đâu đó. Chỉ cần em muốn thì ở đâu anh cũng có thể tới. Kiểu có một câu là chỉ cần em muốn hẹn hò, người xinh cảnh đẹp, cuộc tình anh lo, đúng không ạ? Ok. Ví dụ như mình có duyên với nhau thì anh muốn một tuần là mình sẽ gặp nhau bao nhiêu lần? Trước đây giống như anh chưa có người yêu thì anh có thể anh chuyên tâm vào công việc của mình. Nhưng hiện tại khi anh có người yêu thì anh sẽ chủ động. Giống như là có thể là những ngày em bận đi thì anh sẽ hỏi em trước, nếu như mà em sắp xếp được thì mình sẽ gặp nhau sau giờ làm. Hoặc là có thể trưa mình còn đi ăn trưa với nhau, hoặc là buổi tối. Em cũng có một câu hỏi cuối cùng muốn hỏi anh. Anh cảm thấy em như thế nào ạ? Em thì giống một cái mẫu người anh thích. Đầu tiên là nhẹ nhàng. Anh thích một người làm việc văn phòng và em cũng như vậy. Nếu như trong thời gian tới mà anh với em mình cùng tìm hiểu nhau và cả hai cùng có những cái điểm chung với nhau thì mình sẽ sớm về chung với nhau, nếu như cả hai cùng nhìn được cái con đường xa cho cả hai. Nếu như mình có, mình là nhân viên của nhau thì mình có thể tìm hiểu hoặc là 3 năm. Okay. Thì khi em tròn 28 tuổi mình đăng ký kết hôn là okay. Vừa đẹp. Ok, anh có thể chấp nhận. Số okay. 8 nữa, cưới ngày 8 tháng 8 năm 2028. Chúng ta đã trò chuyện một thời gian cũng khá dài. Bây giờ xin mời các bạn để tay vào nút bấm. Bấm nút bằng cả trái tim của mình, không bấm bằng bất cứ điều gì các bạn nha. Chuẩn bị. 1 2 2 rưỡi 3 Như vậy là các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Ngồi đi cưng. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, con chào chú Hiền Linh, chào cô Hồng Vân, chào bạn gái và chào tất cả mọi người. Con tên là Nguyễn Khánh Triều Phong, năm nay con 26 tuổi, hiện tại con sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Triều Phong hả? Dạ đúng. Tên rồi. Đẹp quá ha. Dạ. Triều Phong làm gì? Dạ, hiện tại con đang làm giám sát bán hàng tại công ty sữa cô gái Hà Lan. À, từ quê con đâu? À, quê Sài Gòn luôn à. Sài Gòn luôn, quận mấy con? Dạ, quận 1. Quận 1. Ôi, bên nó nhanh nhẹn dễ sợ luôn, như một làn gió vậy đó. Bây giờ mình cũng vậy đi con. Chú Quyền Linh. Dạ, chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Dạ, chào khán giả và bạn nam bên kia. Dạ, con tên là Phan Thị Dung, năm nay con 25 tuổi, đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Con làm cái gì nè? Dạ, con làm thu ngân ở một cửa hàng điện thoại. Vậy dạ. Đó hả? Con hơi rung. Rung quá hả? Dạ, con rung không quá. Gì rung hết trơn trời. Đứa làm thu ngân, đứa bán sữa. Bán gì? Bán sữa. Sữa đó. Ủa vậy hả? Bán sữa hả? Đàn ông bán sữa, con gái thu ngân. Dễ thương. Con tên gì nè? Dạ con tên Phan Thị Dung. Hả? Dung. Dạ con tên Phan Thị Dung á. Bên nhà tôi tên là Dung. Dung hả? Dung tên bà già lên á. Trời ơi vậy hả? Ừ. Đúng rồi, má tên Dung, quên. Má tên Dung hả? Ừ. Má Linh đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, quên nữa. Rồi chào má Dung. Rồi quên tên của má luôn á. Rồi chào Dung, con nhiêu tuổi rồi Dung? Dạ con 25 tuổi. 25 mà nhỏ mình đang tuổi. Dạ. Rồi được rồi. Cho con cho đàn trai biết điểm mạnh điểm yếu của con đi. Dạ điểm mạnh của con là hay cười nhưng mà cũng hay khóc. Đôi khi đàn ông mà thấy rơi nước mắt họ nhói lòng lắm, cái gì họ cũng ok hết con. Đàn ông sợ nước mắt lắm. Bên nhà trai giới thiệu điểm mạnh điểm yếu giùm tôi rồi. Đi nè. Điểm mạnh của con là con có thể nói chuyện được thoải mái với mọi người, hòa đồng, vui vẻ, không có kén bạn. Còn về điểm yếu là đầu tiên là con ít tâm sự với mọi người, con hay ít nói chuyện. Thứ hai là con không biết bơi. Có đó đâu yếu đâu cô, đâu biết bơi đâu con. Dạ, tại ai cũng biết mà, vậy hả cô? Tại cô Dân cũng biết bơi mà sợ nước nó tràn ra. Vậy cô cũng giống con hả cô? Không biết bơi là mày mốt là phải tập bơi cho con. Đàn ông mà không biết bơi là dở lắm, thiệt sự á. Nhưng mà con có mấy mối tình rồi, Triều Phong? Hiện tại là con có hai mối tình gọi là sâu đậm nhất. Thì một mối tình là năm con học lớp 10 cho tới lớp 12. Lớp 10 yêu rồi đó hả? Dạ. Rồi mối tình thứ hai là mấy năm? Thứ hai là 6 năm, gần 6 năm. Trời ơi. Là từ năm đầu đại học cho tới tháng 2 năm ngoái. Nhưng mà sao chia tay con?
À, tại vì do có một thời gian là con làm việc khá nhiều quá chứ, nên không có tập trung vào cái vấn đề gọi là tình cảm nhiều được, thì dẫn tới là cái sự quan tâm không có nhiều. Đúng rồi, đàn ông mà không quan tâm phụ nữ tội nghiệp người ta, thế nào ta cũng bỏ mình à. Dạ. Tại vì á, phụ nữ là cần chăm sóc quan tâm con. Dạ. Con á, để nữa chú nói nghe là những người đàn ông mà ít quan tâm phụ nữ là thật sự là tội nghiệp phụ nữ là cái nhất, cái thứ hai là chắc chắn có người khác quan tâm là họ cũng không quan tâm tới mình đâu, họ sẽ chia tay mình đó. Dạ. Thành là nhớ quan tâm họ nha. Dạ. Rút kinh nghiệm quan. Còn con thì sao nè? À, dạ con thì cũng có hai mối tình. Thì một mối tình là năm cách đây 2016, đồng nghiệp nhưng mà là ở tỉnh khác. Cái tình thứ hai thì cũng mới năm ngoái đây, là cũng đồng nghiệp luôn. Nhưng mà do là bạn đó không có được quan tâm với lại không có hiểu mình á. Không quan tâm con, thành ra con chia tay đúng không? Dạ. Đúng như trường hợp mình chưa? Nãy tôi nói hay đó. Không? Có quan tâm người ta chia tay à? Dạ. Ừ, chào chú. Con gái xinh đẹp. Cái người mẫu hình lý tưởng của con thế nào? Dạ, bạn trai chỉ cần cao trên 1m7 à. Rồi. À, với lại người thì mập mạp một xíu thì càng tốt. Ngon. Chết cha, sao tôi cảm nhận nha, tôi cảm nhận tại nay tôi đứng thấy lúa đầu ra hàng rào luôn đó. Cao à, ngon. Ừ, ngon à. Anh chờ cô. Đằng trai ta cao lắm. Mà cô hình dung nè đó, y chang những gì cô hình dung luôn á. Cái người yêu trước của con á, dạ, mà mối tình sâu đậm đó thì cao nhiêu? Dạ còn bằng con à, 6'7", 6'8". Rồi thôi không đụng hàng ở vậy thủ à. Tôi sợ đụng hàng bên đây thôi. Thích điều gì đàn ông hả con? Dạ, con không thích là ví dụ như mà những lúc mà hai người mà giận dỗi nhau á, thì đừng có nên im lặng cả hai vậy. Ví dụ như con im thì bạn nên nói, hoặc là đôi lúc mà bạn nói thì con sẽ im mỗi lặng để im nghe là... Dạ. Con nói chứ nói, dạ. Mà phụ nữ kỳ lắm nha. Người ta nói ra thì nó cãi bướng, im lặng đi. Còn ta không nói gì, thế sao không nói, kỳ vậy. Làm sao để vừa lòng phụ nữ. Ủa, về cách nói thì sao? Vấn đề là cách nói thôi, giống như cho tiền á, không bằng cái cách cho, hiểu không? Phụ nữ khó hiểu quá. Đó, bây giờ con vậy nói cho con biết đi. Dạ. Con muốn cái bạn gái của mình á sẽ là một mẫu hình như thế nào? Cũng nói nhiều hoạt bát một chút xíu. Rồi cũng chia sẻ được những câu chuyện trong công việc hay là gia đình này nọ. Rồi ngoài ra là đừng có quản lý con quá chặt. Giống như ví dụ như là con hay con tính chất công việc của con cũng hay đi tiếp khách. Thì cũng đi về khuya tầm 11 giờ mấy 12 giờ. Thì khi mà con đi tiếp khách con sẽ báo là hôm nay con sẽ đi tiếp khách gặp ai đó, đó. Rồi sẽ... Tại vì thói quen con là đi tiếp khách không có mở điện thoại. Thì cũng đừng có gọi nhiều quá. Rồi còn về ngoại hình thì sao? À, ngoại hình thì con cũng không có gọi là kén chọn lắm. Chỉ quan trọng là mình hiểu nhau, nói chuyện với nhau được là sẽ ok hết. Con 1m bao nhiêu? Dạ, con 1m91. Con 1m91? Dạ. Bây giờ lỡ cô bạn gái đây có 1m50 giờ con tính sao? Dạ, hồi nãy con okay có nghe là 1m67 rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi nhá. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi sẵn này hỏi là con đi với ai? À, dạ con đi với mẹ con à. À đâu? Thì nói chung nhìn con bé này dễ thương thì chỉ có là chị cũng muốn là hai đứa có thể tìm hiểu nhau. Thằng bé này nó hiền lắm, ở nhà thì nó hiền lắm. Uống sữa không mà thành ra nó hiền quá. Nó đi làm thì nó lanh chứ thường nó hiền lắm. Dạ. Dạ thành ra chị bé này thì rất là dễ thương. Chị nhìn chị thích lắm á. Đó, vậy là mẹ chịu rồi đúng không? Dạ. Okay. Rồi vậy con đi với ai vậy? Dạ con đi với bạn con. Con chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh ạ. Con là bạn của Dung, cũng là đồng nghiệp. Thì Dung, đối với Dung thì thực sự là Dung rất là mít ức. Nói chung là buồn xíu ai chọc xíu dễ giận dễ khóc lắm. Nhưng mà khi mà Dung mà bắt được sống của Dung thì Dung mới nói là tràn lan luôn. Nó tâm sự khi mấy tiếng đồng hồ cũng được không sao. Nói chung là mỗi người bên đây anh này thì tại thấy là cảm thấy là rất là ok với Dung á. Thì nếu được thì mình cứ tìm hiểu thử. Nói chung là Dung cần một người nào đó quan tâm Dung. Và đừng có vô tâm với Dung quá. Tại vì những người trước thì hơi vô tâm với Dung. Nên làm bạn buồn hoài à. Dạ. Sao mở rào ha? Mở rào. Rồi ông hô lên đi. Cái rào này nó khi nào ông hô nó mới mở. Mở rào. Đầu đi Phong. Lướt qua luôn. Chào yeah. Bạn. Tấn công. Chào em chứ chào bạn gì nhỏ tuổi hơn mình mà. Anh có một món quà tặng em nha. Dạ rồi em cảm ơn. Okay, cảm ơn. Rồi tặng mình mở ra không? Coi nè, mình giới thiệu cho mọi người có quà gì nè con. Dạ. À, anh tặng cho em một cái ví. À. Dạ, ví màu đỏ. Ví màu đỏ, ở trong có tiền không con? Dạ để con coi thử. Ít nhất bỏ 50 ngàn á. Chết, cái đấy con quên. Dạ quên chưa, à? Chưa rồi, bỏ gì hết. Hả? Ok, rồi xíu nếu mà có bấm chuông thì tí nhớ bỏ vô nha, 50 ngàn nha. Dạ. À, em có gửi tặng cho anh một hộp sô-cô-la. Thì sô-cô-la nó ngọt như em vậy á. Nhưng mà đôi lúc nó hơi đắng đắng xíu.
Ok, cảm ơn em. Dạ. Sao vậy con? Sao con cho ta ngọt ngào xong con cho miếng đắng đọng lại là sao con? Dạ không, con thấy sô-cô-la cũng sữa không mà chắc cũng không có đắng lắm mà con. Dạ. Dạ. Hai đứa nó cũng hợp nhau ghê nhờ, đứng sát nhau chú coi coi. Dạ. Rồi. Xứng lắm. Con gái cũng cao ghê, bộ xứng ghê á. Ừ. Hay là đẻ con đẹp nữa nè. Dạ. Thường thường Dung làm công việc là mình có làm ca hay là mình làm theo giờ hành chánh ha? Dạ, tại vì công việc của em là làm theo ca. Làm theo ca. Dạ, mà thường thường là làm ca tối. À, làm ca tối nhiều hơn. Dạ. Nhưng một tuần mình có khoảng, có nghĩ là mình ốp một ngày mà phải không? À, dạ không có ốp, nhưng mà thường thường vì tình yêu nên em sẽ ốp. Hay quá. Em có thể đăng ký lịch bận được. À. Dạ, với lại đôi lúc gấp thì em cũng có thể sắp xếp nhờ người làm được. Tình hình này chắc tôi nghi nó chuyển qua bán sữa. À, em thường có hay đi du lịch không? Dạ lúc trước là có, nhưng mà dạo này thì hết rồi anh. Tại vì công việc nó nhiều quá. Dạ. À. Rồi đi bằng xe máy hay đi bằng máy bay hay xe đạp? Dạ, em thì em thích đi xe máy. À, nhưng mà chưa có ai đi với em hết. À. Dạ, xưa giờ là thì chưa có. Thì em cũng rất là thích đi du lịch bằng xe máy. Dạ. Thì hôm nào có dịp thì mình đi chung. Dạ. Công việc của anh ấy hiện tại thì anh đang làm bên quận nhất luôn ạ. À, đúng rồi, là ở đường Lê Thánh Tôn. Mình hẹn hò sao đó lần đầu tiên, có bằng dự định hẹn hò ở đâu? Cái đó chắc là bí mật hai chú Quyền Linh. Đâu có, phải hỏi ý kiến là lãng mạn. Em thích lãng mạn hay thích ở thành phố Hồ Chí Minh hay đâu đó? Dạ không, tại con nghĩ là thường thường các bạn mà hay khóc ngoài nội thì sẽ thích lãng mạn nhiều hơn. Đúng rồi. Dạ. Mình gặp mình chỗ nào phun mưa đó, giữa trưa nắng mưa xối xả gì đó. Hồi nãy anh gặp em á, thấy em lần đầu tiên á thì cảm giác của anh sao? Thấy em như thế nào? À, cảm giác đầu tiên thấy em hiền. Dạ. Rất là hiền luôn. Dạ. Anh cũng ít gặp những người bạn gái nào cao lắm. Dạ. Ừ, có đúng cái gu của anh là con thích hay không? À dạ, con thích rồi. Đó, thì con phải nói cho bạn vui chứ. Còn em? Có cảm nhận gì về em? Em thấy cảm nhận đầu tiên rồi, em thấy anh có vẻ là người ấm áp. Dạ. Nè. Với lại nói chung là tiêu chuẩn của em thì đơn giản là cao hơn em thôi, là đúng rồi. Ủa? Còn tiếp thế thì mình phải tìm hiểu thêm. Nhưng mà con có cảm nhận là bạn này sẽ là người quan tâm con không? Không có bỏ bê con như những bạn trước không? Chắc là được. Đúng không? Dạ. Có quan tâm không? Dạ nói có đi, khẳng định cho người ta. Dạ có cô. Em hay khóc á, hay khóc nhẹ lắm, nói cái là em khóc. Anh cũng đang tính nói nè, là thật ra là anh rất là sợ những người mà phụ nữ khóc. Rất là sợ luôn, nên sẽ nói chung là mình sẽ cố gắng làm cho không khóc nhau thôi. Dạ. Có làm nó cũng khóc rồi con. Bây giờ nè Phong. Dạ. Bây giờ Kiều Phong bước tới nắm tay cô gái ha, nắm hai tay để cảm nhận. Dạ. Ha, giao lưu về ánh mắt với nhau ha, xong rồi hát tặng một cái đoạn nào đó cũng được. À, con hồi nãy con quên là trong cái nhược điểm con là con hát không được. Nói cái gì đó cũng được. À, nói gì đó cũng được. Đúng rồi. Dạ. Nói từ đáy lòng á con. Rồi bé nữ con đáp lại bằng lời ca tiếng hát đi con. Nắm giọng của tay. Con là hay à nha. Cái giọng nói con hay lắm á. Nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Nói cái gì đó. Những cảm nhận của mình, những cái cảm xúc của mình hiện giờ như thế nào đó Phong? À, thật ra là anh cũng không có hay nói chuyện nhiều. Dạ. Thì nếu mà được thì mình có thể là đi tìm hiểu nhau. Rồi về Đắk Nông anh có thể đi xe máy Đắk Nông cũng được. Dạ gần lắm anh. Đã 8 tiếng à. À, ok, không sao hết. Em không biết nói gì. Con không nói, con mượn lời ca tiếng hát con nói đi con. À, ở nhà thì em có chuẩn bị bài hát rồi. Nhưng mà do hôm qua tới giờ không biết sao đau họng quá, không nói ra tiếng luôn. À, nên chắc em chỉ nói cho anh một câu thôi là đủ hoa sẽ đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đông đầy. Nha. Rồi về vị trí ngồi đi. Được rồi đó. Hai bạn để tay vào nút bấm. Để xem đủ điện thì nút sẽ bấm. Tất cả hướng mắt về phía trước. Con không đủ điện thì bấm nó không có kêu hả? Đúng rồi. Chúng ta có 30 giây suy nghĩ. Rồi. Thích thì bấm. Con nhìn kìa con. Con nữ. Không thích nữ thì nhìn thôi. Kìa Dung nhìn lên đi Dung. Nào. Nếu cảm giác đây rồi là một nửa yêu thương không của mình đếm thì mình luôn bấm lên. Được rồi đó. Con đang đợi đếm. Nắm tay với nhau đi. Được rồi. Như vậy là nắm tay nhau đi. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Bây giờ á, bạn nam hướng mắt về ống kính đó, xem gia đình bạn gái Đắk Nông đang xem. Thưa hai bác gì ha. Tụi con xin phép hai bác hẹn hò và hứa cái gì đó nói đi. À dạ, con chào hai bác.
À, hôm nay con cũng với bảy Dung cũng tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thì tụi con cũng bấm nút thì con cũng sẽ là cố gắng là quan tâm chăm sóc bé Dung nhiều hơn. Rồi. Dung. Dung nói gì dạ, mẹ? Dạ, em chào cô. À, thì hôm nay con với lại anh Phong cũng có bấm nút. Thì con cũng với anh sẽ ra ngoài sẽ tìm hiểu thêm về nhau. Nếu mà được thì con về gặp cô sau. Dạ. Rồi, hay lắm. Rồi, à, bây giờ xin phép hai bác đi Dung cho đặt nụ hôn đầu tiên lên má của Dung đi con. À, dạ. Tham gia chương trình này nó có cái đặc quyền đặc lợi đặc đó đó con. Cũng lợi. Ừ. Dạ, con cũng xin phép hai bác là cho con đặc quyền của cô Hồng Dung cho con. À. Cô Hồng Dân á. Cô Hồng Dân nữa. Dạ, cô Hồng Dung cho con. Dễ thương hay sao ha. Những cái ánh mắt bẽn lẽn đó, những nụ cười bẽn lẽn đó, những thái độ bẽn lẽn đó, nó sẽ là một viên gạch đầu tiên trong tình yêu. Mà những viên gạch đó bao giờ cũng thành một cái kết quả rất là tốt đẹp. Họ đã đến với nhau rất là nhiều rồi. Hy vọng ngày hôm nay cũng sẽ là một nền tảng rất tốt để các bạn sẽ đến với những hạnh phúc trọn vẹn sau này nha. Chúc hai em sẽ sớm về chung một nhà. Này, nắm tay nhau, đừng buông rời tay nhau. Nào, bây giờ con móc tiền ra, bỏ vô bóp. À, cái bóp con ở bên biên tập giữ. Biên tập phải chú cho mượn nè. Chú cho mượn. Kệ nó. Có nhiều bỏ nhiêu, bỏ vô bóp. 5.000 cũng được. Chú còn có 5.000 tội nghiệp. Thôi vậy cho luôn đi, còn bắt trả nữa. Dạ cái này coi như lấy lộc của chú Linh luôn. Dạ. Lấy luôn đi, chừng nào đám cưới trả lời chú nha. Coi như đám cưới chú khỏi đi tiền con. Dạ cũng được chú. Trời ơi, tính quá tính vậy trời. Vậy bớt túi tôi còn có 5.000 thôi. Dân còn mà bà không có đưa. Không có trong túi, không có tiền luôn, không có cái trời gì. Rồi nè, đây là món quà đầu tiên của thép Vina Kyoe, thép Nhật Bản. Dạ. Thì tặng cho con một bộ son môi Yurika 5 màu. Son lì rất đẹp luôn. Dạ. Cái gì mà nặng dữ vậy nè? Nặng quá vậy. À, hệ thống gì đó, fitness, yoga, rồi gym, rồi tắm rửa gì đó, tùm lum tùm la đó con. Nói chung là nãy chú đọc rồi.